từ những sáng tạo tinh hoa. Chúng tôi kiến tạo và dựng xây một không gian sống đẳng cấp 5 sao, một khu biệt thự sinh thái trong lòng Sài Gòn với kiến trúc hiện đại và tinh tế, dành tặng cho cộng đồng tinh hoa và thành đạt. Lucasta, tận hưởng tinh hoa cuộc sống. Tòa lạc tại trung tâm quận 9, kế cận quận 2, gần cao tốc Long Thành Dầu Dây, trong cộng đồng dân cư Thịnh Vượng. Với vị trí đắc địa này, từ Lucasta, bạn chỉ mất 10 phút di chuyển đến quận 1 qua hầm Thủ Thiêm và 15 phút để đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng qua cầu Phú Mỹ. Tổng thể dự án là 140 biệt thự, được thiết kế sang trọng trong khu compound cao cấp với an ninh 24/7, được quản lý bởi CBRE. Không gian sống tuyệt vời tại Lucasta với các tiện nghi cao cấp như hồ cảnh quan 1 hectare, không gian hồ bơi xanh mát theo tiêu chuẩn 5 sao, phòng tập gym với máy móc hiện đại, giúp bạn tái tạo năng lượng cho ngày mới. Khu công viên xanh dọc bờ sông hòa cùng thiên nhiên rộng thoáng, khu đài phun nước với thiết kế độc đáo, nơi trẻ con có thể thỏa thích nô đùa. Một phong cách sống đẳng cấp, quy tụ những cư dân thành đạt trong khuôn viên sân vườn ấm cúng. Một cuộc sống tinh tế cho một cộng đồng dân cư tinh hoa. Lucasta, tận hưởng tinh hoa cuộc sống. Dự án được phát triển bởi Khang Điền.